Chiều ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ hội khai hạ dân tộc Mường huyện Tân Lạc năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội dự chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí thành viên ban tổ chức lễ hội đã cùng dự. Lễ hội khai hạ dân tộc Mường huyện Tân Lạc năm 2024 được tổ chức vào ngày 16 và ngày 17 tháng 2 năm 2024, tức ngày 7 và ngày 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công lễ hội, hội nghị đã thảo luận và dự thảo kế hoạch và kịch bản chi tiết từng khâu, huy động lực lượng tham gia các nội dung của phần lễ và phần hội, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực tổ chức lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn điện, công tác quản lý, điều hành tất cả các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Đặc biệt là phần nghi lễ thờ cúng Quốc mẫu Hoàng bà và tam vị tản viên Sơn Thánh tại miếu thờ. Và các nội dung trưng bày, các gian hàng, các trò chơi dân gian, thi ẩm thực, thi trình diễn trang phục dân tộc Mường và các môn thể thao dân tộc. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức lễ hội yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với xã Phong Phú tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nội dung, khung chương trình diễn ra trong hai ngày diễn ra lễ hội. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức các nội dung trong phần hội, lên kế hoạch thành lập các tiểu ban để sớm ban hành. Các đồng chí thành viên ban tổ chức lễ hội căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu kịp thời để tổ chức lễ hội thành công, ý nghĩa và giàu bản sắc văn hóa.